Mỗi tháng là mình tốn hết gần 300.000 cho tiền nghe nhạc trên Spotify cũng như là xem phim trên Netflix. Vậy thì cái tiền đó bỏ ra có gọi là tiền ngu không nhỉ? Ngu! Ngu đó! Về con số chính xác thì mỗi tháng mình mất 59.000 cho Spotify và 220.000 cho Snapflix. Thì mình chắc chắn rất là nhiều bạn sẽ wow, mắc vậy, sang quá vậy, tự nhiên tốn tiền mấy vụ đó làm chi vậy. Nói về Spotify thì đó, các bạn cũng biết nó là cái gì rồi, một cái ứng dụng nghe nhạc. Tại sao mình lại quyết định bỏ tiền ra mỗi tháng cho Spotify? Đây là một điều là, thứ nhất là nhạc ở trên Spotify rất là hay và cập nhật cũng rất là nhanh, cũng như là cái giao diện sử dụng app cũng rất là đẹp. Mình không thích cái chuyện mà đang xài rồi lại quảng cáo. Và thực sự nếu như bạn đã là một người thích nghe nhạc, bạn đã phải chi tiền nhiều cho loa nè, cho tai nghe nè, thì không lẽ bạn lại nghe một cái file nhạc nó kém chất lượng. Thì tiền bạc mình đổ vô tai nghe, đổ vô loa công cốc hết à. Và cũng như Netflix thôi, thì đây là một cái ứng dụng gọi là xem phim, hình như cũng mới về Việt Nam thời gian gần đây. Thì thực sự mình cảm thấy là mới đầu mình cũng nghĩ là xem phim lậu vậy rồi, coi trên Netflix làm gì cho mắc, tại vì mắc thật, 220 một tháng là quá mắc luôn á. Nhưng mà cuối cùng mình xem xong một tháng dùng thử, mình đã quyết định mua luôn. Tại vì sao? Thứ nhất, ôi trời ơi, phim trên Netflix coi đã lắm mọi người ơi, nó rất là nhiều, trời ơi, thực sự cực kỳ nhiều luôn, và cực kỳ nhiều thể loại khác nhau luôn. Mình kiểu mình hay coi mấy cái phim kiểu gì gì á, là mình thích coi mấy cái đó lắm, nhưng mà những cái web lậu, ví dụ như hồi trước thì mình hay coi phim lậu trên cái trang web là phimkhongbu.net á, trời ơi chất lượng chán lắm, đang coi giật quảng cáo đùng đùng. Và một điều mình cực kỳ thích nữa đó chính là đó là một cái ứng dụng khá là thông minh, tại vì họ sẽ hạ cái độ phân giải xuống để cho phù hợp với lại cái tốc độ đường truyền mạng của nhà bạn. Nó nhanh thì vẫn có thể coi được, nó chậm thì vẫn có thể coi được, mặc dù chất lượng thấp một tí nhưng vẫn có thể xem được. Thêm một cái là tôi tải Netflix về nữa là tại vì thế đâu có bồi chơi đâu, ở nhà coi phim tôi chỉ biết làm gì giờ. Quay lại cái vấn đề là chi như vậy để có ngu hay không, thì mình cảm thấy rằng là không ngu. Tại vì quan điểm của mình là một cái người làm công việc sáng tạo, mình tạo ra nội dung và mình rất trân trọng cái chất xám, cái sự sáng tạo của người khác. Tại vì mình biết là làm ra một cái tác phẩm như vậy nó cực khổ tới cỡ nào. Ở Việt Nam thì đây không phải là lỗi của mọi người, khi mà chúng ta luôn được dạy từ nhỏ là cái gì miễn phí thì lấy, cái miễn phí thì xài, chứ cái đó miễn phí sẵn thì ngu gì trả tiền cho cái phải tốn phí, đúng không? Và luật bản quyền ở Việt Nam rất là lỏng lẻo, cho nên là những cái dịch vụ lậu nó mới lộng hành, chứ ở bên nước ngoài là căng lắm, là khó lắm luôn ấy. Ok, thì đó là những cái suy nghĩ của mình về những cái dịch vụ gọi là phục vụ cho cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Và cũng như mọi người xem được video này, nếu như mọi người đủ điều kiện thì tại sao chúng ta lại không sử dụng những cái dịch vụ đó, thay vì cứ phải xem phim lậu, cứ phải download lậu rồi phải nhấn đủ các link nó mới ra được. Rồi đó là suy nghĩ của mình về việc sử dụng tiền cho những cái dịch vụ trực tuyến như vậy. Thì mọi người thấy như thế nào? Nó có lãng phí hay là nó ok hay không? Thì mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết luôn. Và đừng quên follow Instagram của mình luôn luôn cập nhật đời sống, tin tức cũng như là những gì liên quan tới kênh mình trên Instagram của mình. Mọi người nhớ follow nhé. Và cũng đừng quên like video của mình. Thôi share được thì tốt nhé. Và subscribe cho kênh của mình nữa, nhớ subscribe kênh của mình nhé. Rồi, tạm biệt mọi người. Vâng, và tiện thể thì mình muốn thông báo trong video này, đó là khi video này lên thì hiện tại là mình đang có mặt tại Hà Nội. Đó, thì sẽ có một chuỗi series các video tại thủ đô đất nước Việt Nam. Chuỗi series video, chuỗi gọi là gì ta? Hành trình trở về Hà Nội. Đó, coi như là mọi người nhớ đón xem nhé. Sẽ có rất nhiều điều thú vị. Vậy thôi, bye.